Ơi. Con trai. Con Tử. Tử ơi. Liêu. Con Tử bật Liêu. Liêu ơi. Ơi, Tùng Giang. À, nghe nói biết lạc cả hả? Lạc coi coi. Lạc được chưa? Lạc được rồi. Lạc được hả? Úp lại luôn không? Úp luôn. Lấy cái tay ra được không? Mặt luôn. Úp mặt luôn. Rồi cái lỗ mũi góc đầu gì nói không? Được. Được luôn hả? Rồi để xuống cho Lạc coi coi. Để xuống nằm xuống coi có lạc không? Ngay trong nhân. Đây. Lạc trong trong nhân. Ở cái quá cao quá. Nắng nắng nắng. Nắng nắng. Ừ, bắt đèn lên. Trong nhân ơi, trời ơi con à. Ơi nắng quá chỗ này sao nắng dữ vậy? Nhỏ vô nhỏ không có được. Cái nồi anh che lại. Đó, bạn già nằm ngủ. Cái đó xuống coi. Đó. Đưa cái bụng thấy ghét. Thức dậy rồi mới thức cái giờ mặc vào như vậy. Hả mẹ lau mặt chưa? Rồi đó. Cậu Tướng làm gì con nhột quá. Trời ơi nhẹ nhẹ Tướng ơi. Nhắc đến con gà út thôi. Con gì? Rồi lật coi coi. Lật chú coi coi con. Lật chú coi coi. Lật coi. Cái mặt thấy ghét quá trời. Lật coi cái coi. Lật coi coi. Lật coi. Xem vui vậy buồn như vậy. Lật coi coi. Là coi coi, là coi coi, mát xa bụng nha, mát xa bụng. Là coi coi, yeah, mát xa bụng nha, mát xa bụng nha. À, đã không, đã không, đã không, đã không, đã không. Trời ơi, mặt quà đeo rồi. Ừ, cười, bắt đầu cười đi. Đó, ừ, cười đi, cười đi. Cười đây. Cười đây. Rồi là cái coi. Là cái rồi là quá chú Nhân ơi mày vô rồi mày uống rồi giả cho tròn 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 trời ơi nhỏ không thế đi mẹ ẩm đi mẹ ơi mẹ ẩm sao qua nhỏ lên đi nói chị Liễu mày mất coi chắc thịt rồi mày mày vợ nó đi nó vợ nhỏ biết vợ không biết biết vợ không Nhân 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 kêu nó lật cái liễu kêu nó lật cái nó không lật chứ ai biết lật đi trong nhân lật đi giúp cho bánh ăn rồi rồi lật đi cho bánh ăn kẹo nó mà lật đi con lật cứ coi cái coi lật cho ông bà cô bác coi cái trong nhân lật được coi cười lật đi trong nhân lật cái coi lật cái coi rồi tới giờ tôi không muốn lật rồi bây giờ tôi không muốn lật là ông mới kêu tôi lật hết trơn á vậy không thích đúng không không thích không thích ngứa đầu hả đó 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 ừ chơi liền chơi liền chơi liền đi chơi liền chơi liền lật đi lật đi che nắng lại cho con này con lật đi chú ngồi xa chú quay con này lật đi nhà lật đi trong nhân cà chớn quá cà chớn quá hả cà chớn quá cà chớn quá lại đi vô tôi gần hoài không lật dùng dậy dùng dậy rồi lật rồi bắt đầu quá luôn đó đó rồi liễu tránh ga liễu tránh ga để cho nó lật đi để cho nó lật đi để cho nó lật ôi lật cái ho luôn hả lật té ho à, lật lại con quá luôn đâu còn còn cái gói thứ này nó không kem đây lỡ nó gật lúc nó không đau chim 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 con, rồi, đó, rồi. Con lạc đây con mẫu đây lạc đây lạc đây con lạc đây lạc đây mệt quá hà chảnh quá hà kêu lạc quá không lạc nè xích ra cho lạc nè mạnh lên mạnh lên mạnh lên lạc lát cái tụt cũng lọt sàn luôn rồi lên 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 nè xích lên đó. Rồi, lật đi. Lật đi. Lật bả. Được quá. Dùng dây cầu phụ. Rồi bắt chân. 1 2 3. Vô. Dữ trời đổ mồ hôi trời. Lật coi. Lật đi. Lật đi. Lật đi, lật đi, lật đi, lật đi. Mát xa này có mát xa bụng cho nó không? Có. Có con massage bụng luôn nhẹ nhẹ nghe đừng chà mạnh nghe
Rồi búng ra, búng ra, búng ra. Đó. Lật quá, mạnh lên. Lật qua luôn. Tấm gà nó tự lật được rồi phải không? Cũng còn dướng tay vậy hả? Không có lấy ra được hả? Nó được cơ mà nó bỏ tay ra mà. Bỏ tay ra được. Vì hai em nhỏ rồi. Toàn dịp nó lặn thôi. Bỏ tay luôn mà không ngóc đầu gì được hen. Ngóc đầu gì nổi không? Mẹ bởi nó đó. Tại nó mới nằm đó, nó nằm lâu lâu nó mới lật. Nằm lâu nó chán nó mới lật. Nãy giờ tôi gần 6 phút mấy rồi đó, chưa lật nữa. Thấy không, nó đùng đùng cái nó tụt xuống rồi. Đó. Đó. Mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Ừ. Hỗ trợ, hỗ trợ, lật không con, lật không chú hỗ trợ cho. Lật luôn. Ừ, đó. Đỡ đầu lên. Ngước đầu lên, ngước đầu lên. Lấy tay ra. Lấy tay ra. Đó. Lật, lật con ngốc cái đầu về không nổi. Ngốc đầu vậy con. Lấy tay ra. À thôi để tay, lấy tay này ra luôn này. Đứa ăn trước, đứa ăn trước. Trời ơi, trời ơi, tiêu rồi, ngốc đầu về không được rồi sao giờ? Tiêu rồi. Ngóc đầu vô cái. Ngóc đầu vô cái con. Ngóc đầu vô cái trong nhân. Bắt đỡ cái đầu vậy. Nó lật xuống rồi không đỡ đầu nó làm sao? Úp xuống luôn hả? Nó hỏi dở lên nè. Dở lên đầu. Dở lên đầu. Dở lên cây. Dở lên cây. Dở lên cây. Ngập đầu. Dở lên cây. Ngập đầu. Ngập thở. Ngồi đó lên. Không, ngập luôn mũi lên này. Đó lên. Ngồi đập xuống luôn nè. Rồi thôi lật lại đi con. Lật lại. Tội ô đỡ không đỡ cái đầu nữa. Rồi đưa xích lên. Lật lật nào cũng vô. Lật là phải canh nó nghe. Không coi nó ngợp nghe liễu. Biết rồi. Ừ. Lật cười. Lật góc đầu giọng nổi hả con? Hả? Ừ, bụng phệ lật đầu góc không nổi hả? Rồi, canh nữa coi. Lần qua lần lại, lần qua lần lại. Liễu thuốc có còn không? Liễu thuốc có liễu quá. Còn. Thuốc con liễu còn không? Còn, còn nhiều không? Nhiều. Kìa nó lật luôn rồi kìa. Nó tự lật được luôn rồi kìa. Dưới cái tay rồi, lấy tay rồi con. Lật lên. Nó lật cái được mà còn dưới cái tay. Lật lên theo qua. Ừ. Mệt rồi hả? Thuốc liễu còn nhiều không? Nhiều. Sao uống sao mà từ cái nay giáp tháng mà còn nhiều kìa? Còn có uống sáng sáng chiều đầy đủ không? Đủ. Đủ rồi sao mà giáp tháng rồi mà còn? Đâu được rồi. Có uống sáng chiều đầy đủ không? Sáng chiều đầy đủ. Sáng chiều đầy đủ sao chưa hết nữa, giáp tháng rồi mà. Lố tháng luôn rồi. Có thuốc cũ còn hả? À giờ nó uống thuốc cũ còn nữa cho nên thuốc này chưa hết ha. Trời ơi, còn nhóc chân con đương ơi. Còn nhiều dữ vậy liệu. Nó đi không uống đâu. Sao không uống? Hả? Thuốc của em uống bình thường, sáng chiều uống bình thường. Uống vậy là bị sốt rồi đó nghe. Sao lại sáng sáng chiều uống đủ mà sao còn dữ hả? Cười. Gắn nhớ uống cho đầy đủ nghe, sáng chiều nghe. Sáng chiều. Ừ, chứ uống gì còn nhiều dữ hả? Bệnh viện đâu có mà đem thuốc đâu. Cái gì? Nói đi bệnh viện đâu có đem thuốc đâu. Đi bệnh viện hổm đem thuốc về chia đây mà không có gì. Hổm đem mình đem làm bệnh trong nhà đó. Có thuốc nhà chứ không? Ờ, đi nuôi trong nhân có thuốc nhà không uống ha. Sống đem phải uống. Ờ vậy là bị thiếu khúc đó phải không? Ừ. Thôi giờ uống gắng uống đều là ngang. Ủa trà anh tới nè. Trà. Ừ. Ông trà ngỏ ơi. Đừng nhân ơi. Uống trà nha. Uống trà hả? Lê lử, lê lử. Lê lử chía mày. Lê gì? Gì ạ? Mưa. Trời ơi, làm gì ạ? Chơi trò gì ạ? Chơi trò gì ạ? Uống trà. Ừ. Uống trà nè con ơi. Uống trà. Rồi mày lê uống chừng đi. Uống trà. Nắng nè. Bị nắng dội nè. Nãy giờ ngồi che nắng đó. Che nắng rồi. Che mặt lại vậy hả? Hả? Làm gì gặp tôi vô che mặt lại? Che mặt lại con. Ơi, cái mặt, ơi cái mặt, lấy cái tay xuống xíu coi liệu. Ơi, liếm cái tay của mẹ vậy. Ờ tôi muốn bóp cái miệng quá trời luôn. ngã ra coi cái mặt cái cây. À. Rồi đảo qua vậy, đảo qua trong nhân, đảo qua. Đừng miếng nghe, đừng nhẹ nhẹ thôi. Năm giờ vậy rồi. Xịn bóp vậy. Năm giờ vậy rồi. Hả? Nghe nó chuyện mình thiếu ngủ nữa. Liệu nhớ uống thuốc nha. Uống mà. Uống sáng uống chiều nha. Thuốc cũ nó không còn đó. Ừ, mua uống thuốc cũ hết chưa? Nó lại còn nhiêu đó.
Ừ, hả ông làm gì vậy? Hả? Bóng buồn bóng. Hả? Là buồn bóng. Hả ông làm gì vậy? Hả ông làm gì vậy? Cắn cái mặt cái trước cái gò má luôn nha. Cắn cái trước gò má luôn. Ai nó chơi thế quạo gì? Cười đi. Cười đi chơi đó, nó chơi đó, chọc đó, chọc đó. Giống mày liễu à, chọc á. Chọc á, cười đi. Cười đi. Chọc á, chọc đó, cười đi. Cười đi. Cười. Cười đi. Cười. Cười. Đó vậy đó. Nhớ uống sáng uống chiều nha. Ừ, bỏ cửa hoài. Bỏ cửa hoài hả? Sợ á. Ở nhà nhớ nhắc chọc uống thuốc nha. Chị nhắc uống rồi mấy anh em mày ở nhà vui vẻ, đừng có cự nhau nha. Ừ. Nhà vui vẻ, chuyện vui vẻ, đừng có nạt nhau. Rồi về nghe. Bye bye trọng nhân. Bye. Rồi về nghe. Sao không muốn về nổi nè. Thấy cái mặt nó về không nổi. Bye. Bye. Về cười cái đi mới về quay. Cười đi con. Cười khạc khạc lên đi mới về. Không cười mới về luôn. Không về luôn, ở đây ăn cơm luôn á. Mình dạ luôn. Mình dạ luôn 200 ngàn. Mình dạ luôn á. Rồi đây. Dánh giò. Làm gì dánh giò chứ hả? Hả? Dánh giò chứ hả? Nói chuyện tôi đi tôi mới về không quay. Tôi ở hoài luôn quay. Nói chuyện đây. Vui vui vẻ vẻ. Vui vẻ không vào. Cười. Cười đi 200 ngàn. Rồi hôm nay chồng dân uống thuốc hết chưa? Hết thuốc hả? Hết thuốc. Ủa mấy ngày hết ta? Hết rồi. Hôm nay nó ngoan không quậy phải không? Hả? Ừ. Chị hai cho uống đúng không? Chị hai cho uống. Rồi. Chị hai cũng vẫn qua hàng ngày phải không? Qua, ngày tối qua hả? Ừ. Không có gì trơn mà làm hết hồn nè. Làm chạy vòng 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 hết hồn hết dí hả? Hết dí luôn. Ừ, hết hồn hết dí hả? Không có gì hết nghe. Nghe con nhỏ. Nhỏ dảnh dò dữ vậy con nhỏ. Hả? Nhỏ. Chơi coi, cười coi, mới ngủ vậy mặt thảm đứng à. Đó. Rồi nói gì? Nói gì? Nói đi. Nói gì ạ? Nói gì? Ừ, nói gì ạ? Nói gì nghe. Nói gì đi. Nói chuyện nghe chơi coi. Nói chuyện nghe chơi coi. Nói chuyện nghe chơi coi con. Ê, ê. Ôi, nghe cái cục thịt. Không có cử này nổi cái mặt này á. Nghe, cái mặt này á nghe. Bữa nào chắc tôi đem mấy chụp hình xuống tôi chụp cho con boy rửa quay quá. Nghe. Nói chơi điện nhân mà. Ừ. Hán trọng nhân. Chơi không? Chơi trò này không? Chơi trò này không? Có nào chú đem máy xuống. Hả? À, chơi không? Chơi chụp hình gia đình mình luôn. Bữa chúng ta chở dòng mình đi chích ngừa bé vậy. Tới ngày chích ngừa chưa? Chưa, đi tư đi. Chích tư mới có. Mà cái tiền mà anh Quân cho khám bệnh trong nhân còn dư đó. Đi chích tư cho cháu. Còn. Ừ. Giữ tiền đó đi chích ngừa cho trong nhân đi. Cái thuốc mà cô trạm y tế mà hết hoài rồi sao mà chích được của nó. Đáng lẽ là nó chích mấy mũi rồi đó, tới giờ chưa chích tội nghiệp đó. Để dành đó. Để chích thuốc ngừa nghe con. Nghe. Cầm tay rồi kìa. Cầm tay chi? Lên chú chơi không? Lên chú chơi không? Chị bước đi hả? Ẩm đi chịu không? Hả? Ẩm đi chưa? Ôi trời. Hé, bữa nào đem máy chụp hình xuống chụp trong nhân nghe, chịu không? Chịu không, chịu nghe. Chịu đi, nói cho chịu đi rồi xuống. Thôi bye bye về. Bye bye, bye, bye về. Bye bye, mẹ liễu đuổi rồi, thôi về. Bye bye. Rồi thôi về nghe. Rồi. Bye trọng nhân. Bye bye. Bye bye. Bye.